mà em gọi đúng không? Không, thì em không bán điện thoại này, em chỉ gọi cho anh thiện được. Ừ. Ủa em không có số chị à? Không, thì em vô Facebook làm có. Đã em ơi, liều quá. 5 triệu 10 ngày. Đó có 1 triệu 3 ngày. Long hả? Cho 1 tức sắc 1 con. Xin nào ta? Nhỏ. Em lên có cái chị vô thì em mở riêng cái học tên đó. À chị biết rồi. Lá cây á. Lá cây à. Ok. Giữ căng thẳng đó mày, mấy triệu bạc đó mày. Mắc luôn cái gì. Không mắc. Con giờ cổ đó mà sao mắc. Chị Trang biết em giữ cổ luôn rồi Trang. Đâu quá. Thay vì người ta đeo vai em đeo giữ cổ thì. Đâu quá rồi em. Giữ cổ đâu. Chị nở à, thôi ráng ráng lỡ rồi. Nặng cho nó sọc, cho nó sạch cục này ra thôi. Ông chịu hết nỗi rồi. Chị lo mày, thằng cô cũng mày. Hai người đều mày. Mình nhìn thiếu ấy. Mà một răng lì ấy, bên ấy có lì. Đợi em xin. Em quẹo cổ lại em xin. Đó, như thế dễ nặng hơn nè. Ông hết sức chịu đựng rồi đó. Nóng nữa. Thì cái cục mụn đó nó thì là tức ghê. Thì tưởng giả sách kia. Tại vì cái bộ đồ này giống giả sách. Ôi trời. Nó hiện mang đôi dép xanh của chị nó mới hợp. Nó đi rồi à. Chị khui thôi mà ông cu này chờ ông cũng đau luôn rồi. Xíu quá rồi. Không gồng ở đây. Không biết tôi đang làm gì. Đừng bóp bể điện thoại em nghe. Dạ đấy chị. Hơn số 11 một xíu là được chị nha. Ráng đi, 5 phút nữa là xong rồi. Thịt chưa. Ráng nghe, đau. Má nó lì. Chịu thi luôn. Lên chỗ cổ ôm đi cho ông đỡ đau. Biết training đỡ đau không? Hay là đau hơn nó biết. Đau hơn không em? Không. Giờ đồng đau đau. Chỉ là thấm đau rồi.
Lì trăng. Đâu không? Đâu không? Ui ra rồi. Không ra được luôn nè. Bụng đáng lì hơn. Mà trước sau vậy em phải nặng. Đúng là lì hơn thiệt rồi. Nặng cục mụn mà tao tắt thở theo ông luôn. Dạ em gửi bỏ ông giấy cho. Đem theo cầm giấy em. Chị cho hai bạn 100 rất là xứng và gì nói chị. Dạ chị em cảm ơn. Cho ổn là chị đó. Chị đó. Dạ. Ừ. Rồi chị cảm ơn đang nghe. À đâu á. Chúng lại. Phút này thì em nằm ngửa rồi vậy nặng cái cô ngực trái. Đau quá hả? Thôi ráng đi giờ. Ráng giờ chị đủ cái video đó. Chị ráng vì em thì em phải ráng vì chị chứ. Như đây mới hết được cái chỗ đang thui cái vỡ vai của em này. Đau nghe. Thì đấy. Tức ghê. Lì trăng. Lì thì ta đâu. Mà đang bay nướng dễ rài. Mì lì quá Phúc. Tao phải nặng cho ra mấy cục đen nữa cho tao tức quá. Đào ơi mày ráng đi. Con trai mạnh mẽ lên xí đi. Chị nói em hết mạnh mẽ luôn. Sụi rồi, sụi rồi. Giờ em có mẹ bóng hay gì quá. Không có mạnh mẽ là giờ cũng hay. Ôi trời cục mụn to dễ ăn mà không gông. Dạ, à, 3 phút nữa. Phần sau quá lại nha. Đừng thấy nhà mình chủ luôn nha. Cho chị địa chỉ nhà đây. Có số điện thoại yêu cầu chúng tôi đổi nợ. Thôi đứng chửi là xui. Cái video nãy là cái đầu tiên là gì? Cái là lưng đầu tiên. Đã con vô nói còn vô. Còn bên ấy vừa nhỏ muốn vừa lì trăng. Thả chân luôn đi. Thấy có ai mà nặng mụn kiên trì như bọn chị không? Thì là đi tìm mụn. Cây này có nhưng mà nó lì quá thôi. Gần đây nha, chuẩn bị.
xong kinh đâm còn nhéo thôi. Ra chị cục cho nên đang đang trước sau chị cũng phải ra.